Dậy đi thôi nào dậy bạn ơi, chim hót vang đón bạn chạy chạy. Dậy đi chạy. Cái gì? 12 giờ rưỡi chưa rồi mà còn không, với lại có bây giờ được miễn đi ai không? Cô chú ơi, nó giờ ngủ tới giờ 1 giờ chiều, nó chưa dậy kìa cô chú ơi. Nó còn quay tới quay thôi, ngủ đi nha, mẹ cho con ngủ nha. Ok. Ngủ đây. À, đi ra hả? À, đi ra. Ok. À, ra ngủ đây nha. Bye bye. À, đi ra, đi ra. À, đi ra luôn, ra luôn, ra luôn. À, thôi đi ra, đi ra. Ra nha. Ủa con ngủ đi chứ con nhìn. À không làm như vậy nữa hả? À, không làm gì nữa. Rồi thôi đi, đi, đi. Bye bye. Ủa chứ con nhắm mắt lại con ngủ đi chứ con mở mắt ra con canh mẹ làm chi? Kỳ ghê. Sao? À, con nói mẹ ơi, mẹ đừng làm như vậy nữa. Thôi, xin lỗi cha. Xin lỗi cha, thôi chơi lại với cha nằm chơi ngủ đi. Ôi trời nẹp ghê. Ủa, uống sữa hả? Uống sữa hả? Ủa vậy rồi mà. Không nghe, không có hổng nghe. Hổng nha. Ủa sao con dậy con uống sữa mà con... Đây mẹ kể cho nghe. Hồi nãy á, cái xong rồi lúc con ngủ á, cái mẹ livestream. Trời ơi 10.000 cô chú coi luôn. Xong rồi cái hả mẹ mẹ quay chay. Mẹ quay chay ngủ cho cô chú coi. Trời ơi cô chay ngủ cái tướng bá đạo quá. Trời ơi cô chú mua cho một đống là son môi nè, make up nè. Cái gì là 12 giờ trưa mà ngủ vậy mà còn bực mình mà còn mà ấy là sao? Nằm uống bình sữa vừa ngửa rồi. Bà ngoại nè, bà ngoại mới dẫn ba ly với Vinh Sình đi hả? Water park. Con có đi water park không? Đi không? Ok, nói ngoại ơi. Nói ngoại ơi đi. Nói ngoại cho con đi water park. Đó. Thôi bây giờ nó trướng, nó mới ngủ dậy nó trướng đời ngoại ơi. Chảo quá. Ba, con biết ba làm cho con gì không? Ba làm cho con là bacon với lại egg. Con muốn ra ăn không? Đi ra ăn bacon với egg không? Ăn không? Ăn không? Ăn egg với bacon không? Hả? Ăn egg với bacon không? Lớn quá. Sáng dậy là thấy con người nó dài thêm miếng. Sáng dậy là con người được nó dài được thêm miếng nữa. Nó dài thêm được 3 miếng nữa. Nó dài thêm được 5 miếng nữa. Nó dài thêm được 8 miếng nữa. Nó dài thêm được 10 miếng nữa. Trời ơi, bà mà đi làm, ba nó đi làm mình mà gọi về cái là nó chụp chụp cái điện thoại liền. Hello daddy. Nó hello daddy liền à. Mà hồi tối này trước khi đi ngủ mẹ dẫn con vô rửa chân phải không? Nhớ nhớ mẹ dẫn con vô rửa chân không? Mẹ cho em bé uống sữa nha. Mẹ bồng em bé cho em bé uống sữa nha. Không bây giờ con muốn ăn ép với lại bacon không? Ba có làm ếch với bacon chay á. Chị ăn ếch với bacon ha. Vậy mẹ bồng em ra ăn nha. Rồi đây đây mẹ bồng bé ra. Bồng em bé ra nha. Em bé nè, bồng bé phải bồng vậy nè. Đó. Ôi trời ơi em bé. Em bé bự. Em bé bự. Ôi trời ơi em thương bé quá. Ôi trời em bé ngủ rồi cô chú nè, ngủ. Ôi ngủ. Em bé ngủ. Em bé ngủ. Em bé không ngủ cho em bé làm gì? Bé. Bé làm gì? Bé làm gì? Ôi ôi xung cái mặt lạ quá trời. Bé mới ngủ dậy có một thôi đừng có gỡ. Này mẹ ra mẹ cột tóc cho em bé rồi mẹ cho em bé ăn trứng với lại bacon nha. Không ăn hả? Chứ làm sao? Hả? Em bé gì mà vậy nay già quá. 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rồi. Em bé 3 tuổi già quá. Con mấy tuổi rồi nói mẹ nghe con mấy tuổi rồi?
Mấy tuổi rồi? Yeah. Dạ, mấy tuổi? Con mấy tuổi? Đang ngủ vậy mà cái tháng tưng à, mà cái tháng tưng tháng đỡ nó trăng đầm nó cười, nó làm bộ nó xạo xạo nó bực mình, cái chút nó cười à ngoại ơi. Chút nó cười ngoại ơi. Nó không có cười ngoại. Đi không? Đi ra ăn trứng như là bacon không? Mà sao ngủ ngủ dữ rồi hả? Sao công chúa ngủ dữ rồi? Công chúa ngủ nướng à. What rồi sáng nào là mẹ con cũng chơi vậy với chú yêu sáng, sáng nào là cũng giỡn vậy đó, giỡn ở đây nè, giỡn. Đi. Đi. Go. We're gonna have some eggs and bacon. Eggs. Nó ngoại ơi, nó ngoại ơi, con phải ngủ dậy. And biscuits. Ooh, đây. Soft flaky biscuits. Đây, con uống gì hoa nghệ tây không? Breakfast for Jenny. Oh, thấy chưa, ba làm cho chay á. Này, ngồi xuống ăn trứng với lại bacon nè. Rồi, hibiscus. Cô uống nhị hoa nghệ tây không? Gì nữa? Uống gì? Muốn Elsa water. À, cô muốn nước Elsa hả? Ok. Rồi, chay nước Elsa đây. Rồi, ngồi xuống đi đại gia. Perfect, right? Thế mẹ cột cái tóc đỡ lên đi ăn rồi. Okay. Bacon nung không? I'm changing, daddy. I made the eggs and bacon for you, so it's gonna be good. Để cho cô chú rồi, vô chung thấy chay đỏ đang mày cọc tóc lên cho nha. Lớ trà đi xem nè. Nè. Con ăn cô chú ơi. À con ăn cô chú ơi, con ăn gì vậy? Trời ơi. Con bacon, egg, bacon. À con ăn bacon, egg với lại biscuits. Đúng rồi. Họ ở đó nói con ăn cô chú ơi, coi được chịu đời nói không. Kiếm cái gì đấy, đấy. Baby, you see where my tripod at? It's for you, for child. Oh, dây mới ngủ dậy ăn sáng nè cô chú nè. Ăn sáng là mới có gần 1 giờ trưa. Tripod. Cô nói là đi tripod. 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 Con đang suy nghĩ gì vậy? Con suy nghĩ tripod. À con đang suy nghĩ cái tripod hả? Tripod. Tripod. Cô chú gọi để mua gì đây? Mua gì? Dạ alo. Alo. Dạ, dạ. Dạ ba chị. Rồi sao sao nãy giờ chơi ăn ngon không? Chơi nói cho cô chú nghe coi. À con ăn này 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 sao? Còn món nào ngon nhất? Món nào con thích? Món nào con thích quá nhất? Quá trời luôn. À quá trời luôn. Con ăn ngài. Quá trời luôn. Con ăn ngài. Đúng rồi. Con ăn ngài. Đó, nó đang review đồ ăn đó. Con thích món nào nhất? Con thích ngài. Con... Nhiều uống đất, nhiều ngủ uống giấc thẳng cẳng là tới 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 1 giờ trưa rồi, bây giờ có nhiều năng lượng rồi phải không? Tinh minh rồi phải không? Trời ơi nó ngủ cái gì mà nó ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Ông ơi,
Mẹ Audrey đâu? Audrey đâu hả? Audrey bữa nay thứ mấy? Audrey bữa nay thứ hai, à, chủ nhật. Chủ nhật Audrey ở bên nhà của ba Audrey á. Mai Audrey mới về. Audrey có house. Ờ, Audrey có nhà, đúng rồi. Có nhà với con. Có nhà với gì? Ở dưới đây. Là sao không hiểu? Uống nước không? Không, con đủ rồi. Con đủ rồi hả? Dạ. Ăn xong chưa? Không phải. Mẹ chờ đi mẹ ơi. Mẹ chờ đi minute. À, mẹ chờ con 4 phút hả? Để làm cái gì vậy? Làm cho mẹ cô chú mẹ ơi. À, cho cô chú coi này phải không? Dạ. Rồi, xuống đây chơi cho cô chú coi. Nhảy xuống. Rồi. Rồi, chơi đi, mẹ quay cho cô chú coi. Đó, không muốn nó chơi cho cô chú coi đó. Ừ, cô chú thấy chưa? Hồi đó nhà banh này là để trong cái nôi cho nó đó, mà bây giờ còn giữ lại đúng không? Cô chú thấy không? Giờ lớn rồi, bà vô bà ngồi lên mấy nhà banh luôn. Giờ già quá, ai chơi nhà banh nhỏ xíu vậy? Trời ơi, ngồi tướng kìa. Đang suy nghĩ gì vậy trai? Con nó đi suy nghĩ về nước Mỹ. Suy nghĩ về nước Mỹ. Mẹ làm phải không? Ra con ra đi. Mẹ ơi. Không hả? Ok. Không. Chứ làm sao? Làm sao? Ba nó bài ra cho nó chơi đó cô chú. Thôi. À, chơi nhẹ nhẹ thôi. Chơi ơi, nó ngoài đi ngoài ngủ hả? Thôi, ngoài đi ngủ rồi kìa. Ba. Tôi nói cô chú ngoài ngủ ngon. Ba ngoài ngủ ngon. Ai lớp vui gì? Cô ngoại miếng. Giỏi quá. Cô không ngoại mạnh luôn, đúng rồi. Cho con gửi lời thăm Bali Vinh Sành. Ăn kẹo nhớ chừa chay nữa nha. Nhớ chừa chay kẹo nha. À, cô nói đi. Nhớ chừa chay kẹo nha. Rồi bye bye ngoại. Mua không? Mua nào? Mua mua kẹo cho Bali Vinh Sành không? Mua không? Hả? Rồi thôi bye bye ngoại đi. Bye bye ngoại đi ta. Bye bye ngoại. Bà ngoại mỗi lần bà bye bye là bà bye bye lâu dữ lắm bà bye. Bye sẽ đi. Hả? Ai sẽ đi. Bà sẽ đi là gì? Là sao? Mẹ ơi. Mẹ lấy con. Hả? Lấy con. Ngồi im đó đi mẹ lấy. Ha, con muốn đi lấy. Ừ, đi lấy đi con kêu mẹ ăn chi. Nói tiếng Việt. Mẹ cái nữa mẹ ơi. Còn nửa dưới hả? Sao lấy? Lấy. Con nhỏ con xuống con lấy được chứ mẹ bự quá mẹ đâu xuống lấy được. Con tự xuống lấy đi. Con bự quá mẹ ơi. Con bự quá hả? Mẹ. Trời ơi con bự quá mẹ bự hơn con. Mẹ bự hơn cháy. Trời ơi con bự quá mẹ ơi, nữa con này nó làm mẹ biến rồi nó. Rồi nó xạo kìa, con nó xạo dễ sợ không cô chú hôm nay nè. Không phải em bé. Ờ em bé ngồi đây đúng rồi. Xạo dễ sợ. Con bự quá mẹ. Con bự quá mẹ ơi. Ủa mà sao nãy con ngủ vậy mà con chướng mà con đuổi mẹ ra khỏi phòng vậy? Hả? Con mới ngủ vậy con bực mình hả? Mà mẹ chọc con hả? Hả không? Mẹ chọc mẹ min hả? Mẹ đâu có min đâu. Mẹ đâu có min với chay đâu, mẹ chỉ chọc chay thôi mà, mẹ quay chay cho cô chú coi thôi mà, mẹ đâu có min đâu. Nên là sau này đừng có giận như vậy nghe chưa. Dạ mẹ.
Thôi cô xin lỗi mẹ đi. Cô xin lỗi mẹ đi. Nói cô xin lỗi mẹ. Cái sao này? Thôi nói cho xin lỗi mẹ đi. Xin lỗi mẹ. Bà Luôn đâu? Mẹ đâu biết bà Luôn đâu đâu. Bà Luôn nè. À bà Luôn nè. À cái này là bà Luôn đó hả? Mẹ giống nhau mẹ ơi. Giống nhau không? Dạ. À giống nhau. Cô chú có giống nhau. Đây chơi nè, chơi trái bò. Cái trái banh. Trái banh màu red. Màu bầu đỏ. Trái banh màu đỏ rồi con. Thả xuống. Giỏi quá. Thôi mày tắt cô chú nha. Để cho cô chú coi con chơi hả? Cô chú coi chơi hoài chán quá trời ơi. Tắt nha. Nói, con nói dạ không mẹ ơi. Để cô chú coi con chơi. Nói đi con, để cô chú. Để cô chú coi. À, con nói để cô chú coi con chơi. I won't be. No. À, đi vô nói ba đi ra xả cái bánh pizza ra đi. Baby. Baby. You wanna take out the pizza frozen? No, it's got to be cooked frozen. So when we're ready to cook it. Oh, really? Yeah. It's frozen? It says frozen. Pizza. Pizza frozen. Frozen. Elsa frozen. Không phải Elsa. Pizza. Yeah, Elsa froze the pizza. Ooh, Elsa? Just like Elsa? Just like Elsa froze the pizza. No. Hey, no, Daddy! You gonna come in? Yeah. Daddy, wait for me. Okay, wait. Nó nói ba chờ con đó, nó kêu chờ cho nó bước vô đó rồi mới mới chơi đó. Okay. All right, ready? Oh, good job. Già quá cô chú ơi, chay ra già quá, 3 tuổi rồi, không thể tưởng tượng nổi. Don't cover you up? Yeah. What are you supposed to do with balls then? Từ mà không tuổi cho tới 33 tuổi, trời ơi. Nó nói là nó không có vừa với lại cái phao đó. Đây là ý là cái chân nó lồi ra, nó nói I can't fit daddy là nó không có vừa vô là cái phao này. Okay, what are you not like? What's my favorite one? Nói tiếng Anh dữ dằn lắm cô chú ơi. Giờ bớt tiếng Việt rồi. Oh, it's right there. I think mommy, can you help her with the baby one? Trời ơi. I'm sorry, sweetheart. Con baby nào? Baby nào? Con muốn cái nhỏ phải không? Có nhỏ nè, nó đích. Ngọc đánh nó YouTube mean, có nghĩa là mẹ kỳ quá. Mommy đâu mommy? Mẹ có làm đâu. Trời ơi ghê không, thấy không? No daddy, I don't like that. Bye, ba con không có thích như vậy đâu á. Thấy ghê phải không? I don't like that. Oh, okay. Nó không thích rồi. You like the lay down. Nó không có chơi, chỉ thích chơi kiểu đó, nó thích chơi kiểu này nè. Bởi vì tôi phải phiên dịch ra nữa, giờ nói tiếng Việt cho tôi khỏe đi. Ngồi để ta phiên dịch. Mệt. What the hell, you're moving the balls around. Mẹ ơi sao? Mẹ sao? Mẹ ơi giúp con. Baby, so you don't see that $70. Daddy, play with me. Play? Yeah. That's a small one. Bye bye chơi con. No daddy. No daddy, that's not the small one. This is daddy, little kid. Trời ơi, nó nói ba để con chỉ cho ba chơi. Nó chỉ cho ba chơi đó. Đúng rồi. Rồi xong chưa? Tắt cô chú nha. Thôi tắt rồi, bye bye cô chú.
Say bye bye, go to. Chú. No. No, sao? Con muốn mẹ quay cho cô chú coi hả? Oh. Con nói tiếng Anh không? Cô chú không có hiểu con nói. No, don't throw stuff. Okay, Daddy. Trời ơi trời. No, don't throw stuff. I didn't throw it. Nó nói ba không được giục đồ nghe chưa ba. Nó ghê không? Cái mỏ ba thấy ghê không? Nói ba đừng làm như vậy. Her voice is so cute. Okay. Nó nói chờ để cho nó làm á. Nó nói con chụp được trái banh với lại bằng cái tay của con. Nó nói no daddy, don't break my toy. Có nghĩa là ba đừng có làm hư đồ chơi của con. Hay không phải bà nói ghê không? Bà nói tiếng Anh nhưng bà nói nhiều lắm. Like to... Sao? Daddy. Okay. I help you. No, you put. Giúp ba gì? Giúp ba gì? Daddy. I won't be. Daddy, easy, Daddy. Easy, easy. Okay, I'll take it easy. No, no, ba chơi. Nó nói easy daddy, có nghĩa là từ từ thôi, ba nhẹ nhẹ thôi. Get in here. Đừng có làm mạnh quá, hay ghê. Do it from inside. Easy daddy, easy JD, easy. Easy có nghĩa là làm từ từ, nhẹ nhẹ thôi. Good job, baby. Cho mấy cô chú anh chị là mấy em nhỏ mà bây giờ cũng khó, biết làm sao không? Tại vì nó nói bài ba chơi với con. Vì sao Ngọc muốn làm những cái video mà Chay nói tiếng Anh á, nhưng mà nếu mà làm như vậy á thì sẽ có nhiều bé ở Việt Nam á mình coi Chay á. Cô làm gì vậy Chay? Trời ơi coi nó kìa, nó chu đít nó ra kìa. Nhiều bé Việt Nam mà muốn học tiếng Anh á, coi Chay nó dễ học được tiếng Anh phải không? Cô làm gì vậy Chay? Chắc mày đặt con á. Trời đất ơi. Trời ơi con này chắc tôi đập nó quá. Cho mấy bé ở Việt Nam mà coi Chay á. Vừa coi Chay chơi đồ chơi đồ này kia học được tiếng Anh rồi. Ba chọi banh trúng đầu mẹ phải không? Dạ. Con la ba đi. Ready? From over here. No dad, don't throw mommy. Ừ đúng rồi, nói ba đừng có chọi banh mẹ đúng no, rồi. No, I didn't throw it at mommy. I threw it at there and it bounced off and hit mommy. Trời ơi, nãy ba nó chọi cái banh trúng ngay cái đầu Ngọc á, mà Ngọc lột nói chuyện á, cái nó thấy nó nói mẹ ba chọi banh trúng đầu mẹ. Where's my water? Nói tiếng Anh, nước con đâu rồi? Nói tiếng Việt coi. You didn't eat your biscuits? Yeah. Mà nếu mà nếu mà cho nó nói tiếng Anh hoài vậy nó không nói lại được tiếng Việt. Daddy, wait a minute, không biết làm sao daddy. Luôn. Wait a minute, daddy. Wait a minute. Eat eggs, daddy. Eggs. Nói ba ăn trứng đi ba. Chờ một chút ba ăn trứng đi ba. You want to try it? No. Ba hỏi có ăn không? Nó không ăn. Try it. Nó ăn trứng. Chốn ba. Chốn ba hả? Nhưng mà có nhiều cô chú rất thích nói tiếng Anh, nghe dễ thương. Mà có nhiều ông bà lớn tuổi thì không có hiểu tiếng Anh. Như bà ngoại Chay đó, giờ nó nói tiếng Anh không có hiểu gì đâu. Ôi. Con ăn trứng hả? Ngon. Dép của mẹ đó. No, dép đó dép cũ rồi, chứ đâu có mới đâu. Nó hỏi dép đó dép mới hả mẹ? No, the new one. The new one is the one that in my bedroom. Đôi dép mới là dôi dép ở trong phòng của mẹ. Con muốn vô con lấy giùm mẹ không? Rồi thôi, cho chào cô chú nha. Nãy giờ cũng nhiều rồi đó. Đúng rồi, thì cảm ơn cô chú đã coi video nha. Thank you.
Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai. Bye bye. Go say bye bye to everybody. Bye. Say I love you. Say I love you guys. I love you. Nói con yêu cô chú. Nói con yêu cô chú đi. Say bye bye. Be nice. Con nói rồi đúng rồi, nhưng mà con nói tiếng Việt, con yêu cô chú. Bà nó nói bye bye đi, nó nói con nói bye bye rồi.